Thưa quý vị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Bình Dương khởi động từ năm 2018 và được đẩy mạnh từ năm 2020. Với sự đầu tư của tỉnh và nỗ lực của các chủ thể, chương trình OCOP đã đạt kết quả tích cực. Để tạo nền tảng vững chắc thực hiện chương trình OCOP, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 1166 phê duyệt đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, với tổng kinh phí được duyệt 68 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Bên cạnh việc được đào tạo tập huấn về OCOP, các chủ thể tham gia chương trình còn được hỗ trợ 1.000 bao bì sản phẩm, 25.000 tem truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ chủ thể phần mềm quản lý sản xuất Facepalm, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm để chủ thể có định hướng hoàn chỉnh hồ sơ tham gia thi nâng hạng sao OCOP, hỗ trợ 31 chủ thể của 47 sản phẩm giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, đăng ký tài khoản, tạo kho hàng trên các sàn thương mại điện tử, kết nối chủ thể OCOP với các hệ thống siêu thị và các nhà tiêu thụ. Từ đó tạo nền tảng đưa chương trình OCOP ở Bình Dương triển khai hiệu quả, khai thác tốt các nguồn lực sẵn có ở địa phương. Đầu tư máy sấy thì tôi cũng chú trọng đến việc là sử dụng cái nguồn năng lượng tự nhiên là bằng năng lượng mặt trời, máy sấy lạnh để là chất lượng sản phẩm nó không có bị thay đổi. Hỗ trợ về giống ưu đãi, hỗ trợ về cái xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xây dựng cái việc ghép, rồi xây dựng các cái logo cho cái từng cái mã thương hiệu của các cái địa phương. Quan tâm các cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống của địa phương để đảm bảo và nâng cao cái thu nhập cũng như là cạnh tranh về cái giá, xây dựng một số sản phẩm mới, tạo ra những cái sản phẩm chủ lực. Từ các chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, chế biến, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cải tiến bao bì, nhãn mác gắn với truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ đã hình thành chuỗi liên kết, hướng đến phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Năm 2020 đến nay, qua triển khai đánh giá phân hạng của 101 sản phẩm tham gia chương trình OCOP của 64 chủ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã công nhận 47 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp tỉnh của 31 chủ thể với 10 doanh nghiệp, 13 hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh và 8 hợp tác xã. Trong đó, 39 sản phẩm đạt 3 sao và 8 sản phẩm đạt 4 sao đã tạo nội lực mạnh mẽ cho sản phẩm đặc thù của địa phương.